Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mầm Vlog sẽ chia sẻ cho các bạn về dấu hiệu phát hiện bệnh sắn đọt trên cây dưa leo và cách điều trị. Bệnh sắn đọt trên cây dưa leo có những dấu hiệu sau. Bệnh sắn đọt là do các loại côn trùng như bò trĩ, bù lạch, đẹp dưa gây ra. Chúng sẽ hút nhựa của phần đọt non và lá, làm cho lá cây bị xoăn lại, không phát triển được. Lá dưa leo bị mất màu, lốm đốm vàng. Bệnh sắn đọt còn làm cho quả bị nhỏ và ăn rất đắng. Tác hại của bệnh sắn đọt. Bệnh sắn đọt trên cây dưa leo làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cây. Cụ thể như đọt cây bị sượng đi, cây bị chùn lại, ngưng phát triển. Quả dị dạng và đắng, không bán được hoặc bán được thì mất giá trên thị trường. Bệnh sắn đọt trên cây dưa leo không những gây hại nghiêm trọng đến cây dưa leo, mà còn gây ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng khác như mướp, cà chua, đậu. Cách phòng ngừa bệnh sắn đọt. Để phòng ngừa bệnh sắn đọt trên cây dưa leo thì nên áp dụng các biện pháp sau. 1. Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị. 2. Do bệnh sắn đọt trên cây dưa leo xảy ra là do các loại côn trùng gây hại, nên đẩy mạnh việc nuôi thiên địch để giúp tiêu diệt được trứng và ấu trùng gây hại. 3. Luôn giữ rượng dưa leo thông thoáng, cắt bỏ phần lá và hoa không có khả năng phát triển để giúp cây phát triển tốt hơn. 4. Trồng cây với mật độ hợp lý, tránh trồng quá dày, tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh ẩn nấp. Cách điều trị bệnh sắn đọt. Khi phát hiện cây có dấu hiệu bị bệnh thì nên 1. Là cắt tỉa và tiêu hủy những phần lá và đọt non bị côn trùng tấn công, gây ra bệnh xoăn lá. Có thể tiêu hủy nguyên cây để đảm bảo chất lượng cho trái. 2. Dùng vật sinh học để bắt những loại côn trùng gây hại và tiêu diệt chúng. 3. Sử dụng chế phẩm sinh học Amina P cho cây dưa leo nhằm giúp dưỡng dưa leo phát triển tốt hơn, đồng thời cũng bổ sung các vi sinh vật có lợi và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây để ruộng dưa leo đạt được năng suất cao và tăng sức đề kháng cho cây. 4. Do bệnh hại chủ yếu vào mùa nắng nóng nên cần phải chú ý tăng lượng tưới nước cho cây, không để cây bị thiếu nước, đất khô cằn. Và chú ý mật độ trồng cây không nên quá dày, cắt tỉa cuốn lá bị bệnh. Ngoài ra thì nên phun một trong số các loại thuốc như Adermine 50EC, Confidor 100SL, Daniton 10EC, Vertimax 1.8ND, Onco 20EC, Regen 5SC hoặc Regen 800VGP để phòng và trị bệnh. Trên đây thì tôi cũng vừa chia sẻ cho các bạn về dấu hiệu phát bệnh bệnh. Biết về dấu hiệu phát hiện bệnh sắn đọt trên cây dưa leo và cách điều trị. Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp các bạn trồng được những ruộng dưa leo xanh tốt và ra nhiều trái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.